Uyên Vi, Lê Hoàng Nguyên. Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả của Vietface Houston. Và hôm nay trở lại với Hãy Sống Let's Live Show thì Uyên Vi và anh Lê Hoàng Nguyên sẽ nói về đề tài là quỹ hưu trí. Thưa quý vị, thì trong thị trường thì nếu mà quý vị nghe đến quỹ hưu trí thì có là nếu mà quý vị đi làm hãng đi thì mình sẽ nghe nói là về 401k. Rồi nếu mà quý vị không có làm hãng thì sẽ có gọi là IRA. Thì chắc trước tiên thì anh Nguyên giải thích chút xíu cho quý vị là cái quỹ về hưu là gì? Ok, cảm ơn Nguyên Vi. Thưa quý vị, thì như vậy, mấy anh em trong văn phòng á, làm nghề này được là 15 năm, right? Má Nguyên cứ nói hoài là nghề dạy nghề. Thì Nguyên cứ dùng cái câu đó hoài tại vì cái câu đó rất là đúng, right? Thì bây giờ á, làm được 15-16 năm rồi á, là Nguyên muốn kêu gọi tất cả khách hàng và không là nhất là mấy người trong cộng đồng Việt Nam mình đó, đấy thì cứ nghĩ lại đi, bốn mấy năm mình bỏ nước mình qua bên đây rồi mình cứ cúi đầu mình cứ cố gắng đi cày, đấy thì một cái á, mà Nguyên thấy là rất là siêng tiết kiệm tiền rồi vậy, nhưng mà Nguyên thấy chưa đúng là cứ giữ tiền mặt thôi. Yeah. Ok, nghĩa là tiết kiệm nhưng mà không có biết cái cách để tiết kiệm đó, đúng. Yeah. Right. Thì sao, thì bây giờ là Nguyên thấy vậy nè, cái quỹ IRA á, là cái IRA it stands for like individual retirement account. Yeah. Không, là cái đó là cái quỹ cá nhân thôi. Thì sao, mỗi năm á, bây giờ năm mỗi năm á, là liên bang á, là họ cho mình để tối đa là 5.500 thôi. Yeah. Đó, and nếu mà mình dưới 50 tuổi, nếu mà mình trên 50 tuổi á, thì liên bang họ kêu là cái catch up, là nói là mình gần retire rồi, mình gần về hưu rồi, thì họ sẽ cho mình bỏ thêm được 1.000 đồng nữa, là tối đa là 6.500. Yeah. Right? Thì Nguyên biết là như vậy nè, tại khi nói chuyện với khách á, là nhiều người họ nghĩ á, anh Nguyên là nếu mà một năm tôi bỏ vô 5.000 như vậy, thì họ nghĩ theo cái tiền lời, đúng không? Nếu mà tiền lời được mấy chấm á, nó không ra bao nhiêu hết. Đó, thì hy vọng bữa đây Nguyên với Uyên Vi sẽ chia sẻ là tiền nó đẻ tiền ra sao. Yeah. Thì lúc nãy anh Nguyên cũng đã thưa quý vị chút xíu về cái IRA. Nhưng mà trong cái IRA đó quý vị, thì thường là nó có hai loại IRA nữa. Thì có rất là nhiều khách đã hỏi ra đó là ok, bây giờ nó có gọi là traditional với cái IRA. Thì anh Nguyên giải thích chút xíu là cái khác biệt của hai cái. Cái khác biệt là như vậy nè quý vị, là một cái là traditional, một cái là Roth, phải không? Thì hai cái đó cũng là một cái quỹ thôi mà liên bang họ cho mình tạo ra để mình bỏ tiền vô. Yeah. để dành để đi đầu tư. Thì một cái á, mà Nguyên tin rồi, Nguyên cũng nghe mà quý vị cũng nghe rồi vậy nè. Khi mình đi khai thuế hoặc là mình ra nhà băng vậy á, thì có mấy người khai thuế rồi mấy em làm nhà băng nó cứ nói vậy nè: thưa anh chị ơi, bây giờ á, mình bỏ tiền vô cái IRA để mình trừ thuế, để mình giảm thuế. Yeah. Đúng không? Thì cái đó là cái traditional IRA. Tại sao là theo liên bang là như vậy nè, họ cho phép mình lựa chọn mình có muốn đóng thuế bây giờ. Yeah. Hoặc là mình có muốn đóng thuế sau đây không. Yeah. Là thí dụ đi, là cái income của mình đâu hai, mình thấy trung bình á là đâu là 50.000 đi, hai vợ chồng 50.000. Yeah. Đúng không? Thì cái income đó là mình nói là cái taxable income, là cái income mà để liên bang họ đánh thuế mình. Yeah. Mà bây giờ á, là mình phải trả cho họ là 10%, là mình phải trả cho họ 5.000. Okay. Alright. Thì cái suy nghĩ của mấy người khai thuế hay là mấy em làm nhà băng là như vậy nè: ok, bây giờ nếu mà mình lấy 5.000 của mình. Yeah. Mình bỏ vô cái traditional IRA. Okay. Là mình giảm thuế. Right. Thì mình giảm thuế bằng cách nào? Thì bây giờ mình nói với liên bang: ok, tôi có 50, mà bây giờ tôi sẽ lấy 5.000 của tôi sẽ bỏ vô cái traditional IRA đây. Thì là liên bang sẽ cho phép tôi trừ cái taxable income của tôi, còn lại có 45.000 thôi. Là cái 5.000 đó là mình nói với liên bang là tôi không có muốn trả thuế bây giờ. Thì 10% của 5.000 là 500 đồng thôi. Yeah. Thì đồng ý là mình sẽ giảm thuế là sao? Thay vì mình thiếu liên bang 5.000 thì mình thiếu liên bang có 4.500 thôi. Okay. Thì cái lợi là lợi trước mắt là như vậy. Yeah, yeah. Nhưng mà đường dài á là nó sẽ hại cho mình. Mà nếu á mà mình hiểu rõ hơn, mình hiểu sâu hơn á, mình thuộc bài hơn á, là mình sẽ không có dùng cái từ là giảm thuế đâu. Cái đó á là liên bang nó họ cho mình mượn. Mm. Thì bây giờ mình nói phải không?
là cái 5.000 này nè là mình sẽ bỏ vô một cái quỹ, right? Yeah. Mình sẽ đi kiếm lời, ok? Thì tại vì cái 5.000 này của mình chưa trả thuế thì liên bang nói cứ không sao đâu, right? Thì mình đi kiếm, thì cái 5.000 này á 20-30 năm gì đó sẽ để ra tiền lời. Yeah. Ok, thì sau đây á liên bang sẽ nói vậy nè, tại vì mình chưa trả thuế cái 5.000 này. Yeah. Thì bây giờ á liên bang có quyền, có phép đánh thuế cái 5.000 và cái tiền lời luôn. Wow. Ok, so á theo Nguyên là như vậy nè, Nguyên giải thích với khách là không phải là mình giảm thuế đâu, mà cái đó là mình thiếu nợ liên bang. Và mình nói với liên bang, thay vì liên bang tôi trả cho liên bang 5.000 bây giờ, thì cho tôi thiếu cái 500 đó đi, cho tôi trả 4.500 trước. Yeah. Còn cái 500 kia là để sau đây là tính sau. Vậy thì nếu mà anh Nguyên nói như vậy với cái traditional thì chắc em nghĩ là cái IRA nó sẽ ngược lại, đúng không? Cái Roth IRA. Yeah, Roth IRA. Yes. Là nó sẽ ngược lại. Cái Roth là sao? Đúng là cái Roth á, là mình nói với liên bang á, ok, tôi sẽ bỏ cái 5.000 vô cái quỹ của tôi. Yeah. Nhưng mà tôi sẵn sàng tôi trả 5.000 cho liên bang, tại vì cái taxable income của tôi á là 50.000, thì 10% của 50.000 là 5.000, phải không? Thì thay là tôi sẵn sàng tôi trả cái đó. Rồi cái 5.000 của tôi đây á là tôi sẽ bỏ trong cái quỹ này. Thì tương lai á sẽ đẻ ra thêm tiền như vậy á. Thì tại vì tôi đã trả thuế cái 5.000 này rồi, thì liên bang á không có quyền đụng vô cái tiền lời của mình. Wow, những bạn trẻ đi. Thường nếu mà nói về hưu đó anh Nguyên, thì mình nghĩ đến là 50 trên hoặc là 60 trên 60 đi thì mình mới lo về gọi là về hưu. Thì có khi những bạn trẻ như em nè thì sẽ nghĩ là thôi vậy từ từ thì mình cứ trả những cái tiền nợ nần của mình trước rồi sau này mình mới bỏ vô quỹ về hưu. Thì anh Nguyên... chơi trước à? Dạ đúng rồi. nói tóm lại là thôi. Tóm lại là thôi là để cho anh chơi rồi sau này tính sau. Thì với cái suy nghĩ như vậy thì anh Nguyên nghĩ là tuổi nào thì tuổi trẻ như tụi em phải suy nghĩ đến là mình bớt ăn chơi lại và mình nên bỏ tiền vô quỹ về hưu. Trước nhất như vậy nè, thưa quý vị, với Ương Vi nè, tụi bay muốn ăn chơi á thì tụi bay cứ ăn chơi đi. Và yeah. Không, Nguyên không có vô mà đề nghị hay đừng bớt ăn chơi là đi tu gì hết, không phải, không? Cái đó là mỗi người muốn thích ra sao thì thích. Yeah. Nhưng mà như vậy nè, Nguyên có cái khuyên là như vậy nè quý vị. Cái IRA này á, và không, là sao? Là miễn sao mà mình có earn income, là miễn sao mà mình có tiền mà mình đi cày mình tạo ra, phải không? Là mình làm sớm chừng nào tốt chừng đó. Cũng như là ba đứa con của Nguyên đó, tại vì á again, tại vì nhờ là Nguyên trong nghề này thì trong nghề là mình học được những cái gì mà nó hay để mình làm cho mình trước, phải không? Thì hồi mấy đứa con của 13 tuổi á là trước nhất á là Nguyên trả lương cho mấy đứa con của Nguyên. Để làm gì? Để tại vì nhờ có cái lương đó á rồi mở ra cái Roth IRA cho mỗi đứa. Phải không? Yeah. Còn bên cái lợi của Nguyên là cái business owner á, là cái lương mà Nguyên trả cho con á, là Nguyên có thể Nguyên trừ cái đó ra trong cái thuế của Nguyên, mà cái đó để cho chương trình sau đi. Yeah. Nói về cái quỹ IRA thôi là như vậy nè. Nguyên tin rằng quý vị thương con lắm, cái gì cũng làm cho con hết. Yeah. Phải không? Ok. Thì con muốn gì mình cho đó. Yeah. Right? Con muốn TV, con muốn iPhone. Mẹ mới có người khách bé có 18-19 tuổi thôi, chứ quất cái iPhone 10X gì đó 1.000 đồng á, oh my god, 1.000 đồng. Ok? Yeah. Tại vì thương con, Nguyên hiểu cái đó quý vị. Nhưng mà như vậy nè, mình thương con, mình hy sinh, đúng không? Mình cứ nói với con á, con ơi, để cho ba má đi cày cho, con cứ đi học đi. Tại vì sao? Mình tin rằng á, là con học vắng, điểm giỏi, vô đại học, đúng, tốt, hy vọng được học bổng, right? Nếu mà con hên mà đi được MIT, Harvard, Stanford vậy là đi khoe hết. Dạ đúng. Right? Rồi cái suy nghĩ của mình á là sau đây con ra trường có cái bằng thì con sẽ đi đó, đi làm. Dạ. Ok. Thì Nguyên hiểu cái đó. Rồi á mình mua xe cho nó, rồi mình trả tiền bảo hiểm cho nó rồi vậy rồi kia. Dạ. Nguyên bên đây á, Nguyên thương con của Nguyên không thua gì mà không hơn gì quý vị đâu. Nhưng mà Nguyên làm ngược lại. Thì thay vì mà hồi mấy đứa con Nguyên 16 tuổi á, mà Nguyên mua xe á,
là sau 13 tuổi á, là Nguyên đã mở cái này ra rồi. Đó, right. Thay vì Nguyên đi bỏ ra 1.000 đồng mua cái iPhone cho con nhóc. Dạ. Right. Thì Nguyên bày cho con Nguyên á, là sao? Hey, bỏ vô cái này đi. 30 năm sau, 40 năm sau, khi con của Nguyên bằng tuổi Nguyên 40-50 tuổi á, thì lúc đó á, ba đứa nó sẽ có đủ tiền đi, right? Không cần đi cày nữa, yeah. Là có cái option muốn làm gì đó làm, yeah. Thưa quý vị, nếu mà từ nhỏ mình đã tạo ra một cái quỹ cho mình, tiền đẻ ra tiền, right? Mà khi mình 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi mà mình có một số tiền bên đây, hy vọng mấy đứa con của Nguyên lúc đó á, là they'll do good. Là sao? Là bỏ thời gian ra, bỏ tiền ra để đi giúp, để đi thiện nguyện rồi vậy, right? Còn hơn là ăn chơi. Nhưng mà lúc nãy anh Nguyên nói một ý mà em cũng chợt nhớ ra. Thật sự ra quý vị cũng biết là khi mà tuổi trẻ đó thì đúng là bố mẹ đã lo những cái vật chất rồi. Nhưng mà dù là mình có học bổng đi anh Nguyên, mình học tới maybe cho 4 năm thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn lên graduate school gì đó, mình cũng có những người có không còn cái học bổng nữa, họ phải bỏ thêm tiền ra. Thì những cái số tiền đó mà khi mà mình đã ra, thí dụ như bác sĩ hay là luật sư đi, cái số tiền nợ mình cũng ớn nữa. Kinh khủng. Dạ, kinh khủng lắm, yes. 100.000 là chuyện thường. Còn chưa nói là khi mà đã có cái gọi là gì, một cái status, cái cương vị là ồ, mình là bác sĩ, luật sư thì mình phải mua nhà lớn, xe đẹp. Cho nên càng ngày càng nợ nần nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng em không còn ngồi ở trên cái ghế nữa mà là đứng. Không phải là vì lý do là Uyên Vy muốn so cái chiều cao cao cỡ nào đâu. Thưa quý vị như vậy nè, mấy show trước á là hai anh em ngồi. Dạ, đúng không? Bây giờ á là lần đầu tiên mà hai anh em đứng lên. Dạ. Đứng kế bên nữa. Quý vị bây giờ quý vị thấy Uyên Vy cao ra sao không? Dạ không. To ra sao không? Không phải quý vị, này là xin gì gọi là gì lùn mà quý phái đó, đó. Dạ, trở lại với show thì thưa quý vị, lúc nãy thì anh Nguyên cũng giải thích chút xíu về cái khác biệt của cái Roth IRA và cũng như là traditional IRA, nhưng mà Uyên Vy muốn là anh Nguyên coi như là mình dùng cái bảng của mình để cho quý vị một cái con số thí dụ để quý vị có thể hình dung nó rõ hơn. Thì bây giờ anh Nguyên chia sẻ lại, lúc nãy là mình nói về traditional nè, là mình phải đóng thuế trước rồi sau này mình không có đóng thuế bây giờ để sau này mình đóng thuế, right. Còn cái Roth IRA đó là mình đóng thuế bây giờ để sau này không, thì anh Nguyên có thể cho một cái con số để cho quý vị có thể hình dung ra là cái lợi đi đường nào. Rồi, Nguyên sẽ làm vậy, mà trước nhất Nguyên sẽ xin lỗi quý vị là như vậy nè. Nguyên vẽ trên cái bảng á chữ Nguyên, chữ đó là xấu, rất là xấu. So làm ơn tha giùm trước. Dạ rồi. Ok. Không sao, có gì em sẽ gọi là gì dịch lại cho dịch quý lại vị à. Coi. Ok, là như vậy nè. Ok. Thưa quý vị, thì hồi nãy á là mình nói á là thí dụ mình dùng cái thuế của mình á là 10%. Dạ rồi. Right. Ok, thì một năm mình nói á là mình sẽ bỏ ra là 5.000. Ok. Sẽ cố gắng viết cho nó rõ chút. Em thấy được mà. Dạ. Ok. Thì khi mà mình bỏ ra 5.000 như vậy á là mình sẽ tiết kiệm được á là 500 đồng. Dạ. Ok. Đó. Thì sao là nếu mà nói tóm là mình bỏ vô cái traditional, như là mấy người khai thuế, mấy em làm nhà băng đó nói là thưa anh chị ơi, bây giờ á bỏ 5.000 này vô cái traditional IRA đi. Okay. Thì mình dùng cái tax bracket của mình là 10%. Yeah. Right? Thì là mình tiết kiệm được 500. Rồi. Thì 500 này là mình sẽ bỏ túi. Right? Okay. Thay vì mình đưa cho liên bang. Yeah. Thì đây, nếu mà mình làm được 30 năm, đúng không? Thì trong 30 năm á là mình á để dành được á, là nếu mà mình dùng cái chữ mình giảm á, là mình sẽ giảm được 15.000. Ok. Yeah. Thì cái gốc của mình á là sao? Thì bây giờ mình nói về cái quỹ của mình, một năm á là mình bỏ vô 5.000, thì 30 năm á là cái vốn của mình á, là mình nói là cái contribution á, đây nè, bây giờ viết mới hồi hộp nè, chữ rất là xấu. Contribution là cái tiền mà quý vị bỏ vô đó. Cái tiền mình bỏ vô á, phải không? Là một năm là 5.000. Dạ. 30 năm á là mình bỏ vô á là 150.000. Dạ rồi. Ok. Right. Thì sao? 150.000 này á, nếu mà mình dùng nó là mình được 8% thôi. Yeah. Đó, mình đi kiếm lời được 8%. Yeah. Right.
Thì cái này là Nguyên sẽ không có nói về cái dividends, Nguyên sẽ không nói về cái capital gain, chỉ Nguyên nói là just 8% thôi, right? Thì trong đó á, thì cái tiền của mình sau 30 năm á, nó sẽ thành ra là 610.000, đại khái là như vậy. Yeah. Ok. Thì là như vậy nè, lúc này quý vị sẽ thấy là liên bang mới khôn nè. Ok. Thì liên bang nói sao? Ok, cái 15.000 này á là tôi cho, không có đóng thuế đó. Chưa, không phải là không. Tôi cho nợ. nghĩa là chưa chứ vậy không, không cần đóng. Không dạ, cần đóng, rồi. Right? Okay. Thì là mình bỏ 150.000 vô, mình tiết kiệm được 15.000. Yeah. Thì là cái này là mình chưa cần đóng cái này. Yeah. Thì sau đây á, 601 này nè, là mình phải đóng. Là liên bang sẽ đánh dùng cái đó hết. Ok. Một cái thí dụ mà hy vọng sẽ đơn giản hơn là như vậy đây. Mình cứ dùng cái thí dụ này hoài. Nguyên rất là thích ăn ổi. Yeah. Ok, bây giờ Nguyên với Uyên Vi chạy ra ngoài nursery mua cây ổi. Yeah. Đúng không? Thì bây giờ á, cây ổi con á là như vậy thôi. Đó, nó nhỏ như vậy thôi. Yeah. 20-18. Ok. Right. Rồi, mình lấy cây ổi này về nhà 30 năm. Yeah. Ok. Nước phân mình chăm sóc cái cây ổi này, nó lên cây như vậy. Bạ cũng không phải là một cái phía của Nguyên. Yeah. Ok. Thì bây giờ á, cây ổi này á, cho 30 năm á, là nó đẻ ra trái. Yeah. Right. Yeah. Thì đây, cái traditional á quý vị là như vậy nè. Bây giờ mình nói là cái traditional, mình nói hey, mình giảm thuế bây giờ mà không phải đâu, mình thiếu thuế bây giờ. Là mình nói á, liên bang 2018 cái cây này á, tôi sẽ không có trả thuế. Dạ. Yeah. Ok. Tôi sẽ thiếu, tôi sẽ đem cây ổi này về, tôi nuôi cho 30 năm. Rồi khi nó ra như vậy đây á, mỗi lần mà Uyên Vi á, hái trái. Dạ. Yeah. Này trái ổi nha. Dạ dạ. Right. Dạ, rồi. Right. Rồi Uyên Vi muốn ăn. Mà trước khi Uyên Vi ăn á, là liên bang nói vậy nè. Từ từ. Để cho tôi cạp trước. Rồi Uyên Vi nói cho liên bang à, muốn cạp bao nhiêu. Liên bang nói là cái đó tùy theo tôi. Tôi muốn lấy bao nhiêu đó thì tôi lấy. Dạ. Phải không? Đó. Tại vì á, mình phải hiểu vậy nè, cái thuế là Theo cái thời gian đó. Theo thời gian á. Đúng, dạ, right. Rồi. Theo Nguyên là như vậy, Nguyên nói không, liên bang à, bìa cái ổi này á, nó chưa ra trái gì hết, nó rất là non, tôi sẽ trả thuế 100% bây giờ. Dạ. Là tôi sẽ đưa cho liên bang 500 này đi, cho nó xong. Dạ. Ok. 30 năm sau á, bao nhiêu trong đây á. Dạ. Là của tôi hết, là như vậy đây. Tax free là không cần phải đóng thuế. Là sao? Bao nhiêu ngay đây á, mình ra bao nhiêu trái ngay đây á, là liên bang sẽ không đánh thuế mình. Và như vậy nữa, nếu mà Uyên Vi ăn không hết, Uyên Vi mất, giao lại cho thế hệ sau. Tại vì mình đã trả thuế hồi 2018 rồi. Dạ. Là bây giờ cây này mình truyền lại cho con mình, cho cháu mình á, liên bang sẽ không có đánh thuế mình. Ngược lại, nếu mà mình nói với liên bang, hey, để cho tôi thiếu cái 500 này đi. Yeah. Đúng không? Là cái này đây là cái traditional đây. Yeah. Thì Uyên Vi ăn không hết á, Uyên Vi chuyển cái này lại cho thế hệ sau á, liên bang sẽ tiếp tục ăn theo. Vẫn tiếp tục để đánh thuế. Đúng. Con của mình. Dạ. Đúng. Rồi, con cháu mình. Là cái tiền trong đây. So nếu mà hy vọng Nguyên giải thích như vậy á, là sao? Là quý vị sẽ hiểu là không, thôi, tôi không cần mượn cái 500 này đâu, để tôi trả. Right. Yeah. Mà một cái nữa cho Nguyên nói thực tế. Đa số á, Việt Nam mình á, là chủ tiệm. Yeah. Đúng không? Tiệm tóc, tiệm nail, tiệm nhà hàng, yeah, tiệm bánh rồi vậy được kia. Thì khi mà mình có cái thương mại á, là mình sẽ nhận một số tiền mặt. Yeah. Right? Đúng. Cái đó là gì vậy? Con chó của anh Nguyên đang babysit quý vị. Bì bò lên luôn. Thôi chó sủa chơi luôn. Lên TV luôn. Lên TV luôn. Đó. Thì sao? Đây.
Thì á, là thưa quý vị, mình á, là đã có một số tiền mặt mà mình đã không khai thuế rồi. Cái đó là thực tế thôi. Right? Ok. Thì cái tiền mà mình khai thuế á, thôi mình cứ trả đi. Là cái ý của nó là mình đừng có tham nữa. Phải không? Để sao? Để sau đây á, cái tiền của mình trong đây á, bao nhiêu tiền trong đây á quý vị, liên bang sẽ không có đụng được đụng vô. Mà mình muốn chuyển qua cho thế hệ sau á, liên bang cũng không có được đụng vô. Đó. Thì lý do như vậy, Nguyên mới khuyên khách hàng á là sao? Chọn cái Roth đi, trả thuế bây giờ đi, để sau đây tiền của mình là tiền của mình. Dạ. Nguyên qua nước Mỹ năm nào? 92. 92. Yeah. Ok. Hai mấy năm rồi. Là như vậy đây. Hồi 92 á, Nguyên Vy đồng ý không? Là nếu mà Nguyên Vy có 100 đồng 92 á. Dạ. Right. Như Nguyên Vy nói đó là Nguyên Vy là thủ, sợ mất vốn. Nguyên Vy giấu dưới nệm, đào lỗi sau vườn gì đó. Dạ. Cắt, right? Thì từ 92 tới bây giờ là 26 năm. Ok. 100 đồng vẫn còn. Đúng. Ok. Bây giờ lấy 100 đồng mua được gì? Thì tất nhiên là ít hơn. Ít hơn. Dạ. Ok. Thì cái ý của Nguyên là vậy. Nguyên đồng ý là mình sẽ mất vốn. Ừ. Mà cái quan trọng hơn á là như vậy, là mình mất cái purchasing power. Tiếng Việt là nó là lạm phát á. Dạ, dạ. Và không, chợt giá, lạm phát là inflation á, right? Thì Nguyên cho phép Nguyên trình bày cái này nè. Nguyên chấp nhận là cái mất vốn là nguy hiểm, mà cái mất purchasing power nó nguy hiểm hơn là cái mất vốn. Là tại vì sao? Ít nhất cái mất vốn á, là mình biết được, mình có thể mình thủ được. Mà cái lạm phát á, đó, 92 tới 2018 là 26 năm, đúng không? Mà mình không nghĩ tới cái đó. Mấy em làm trong nhà băng á, đa số á, là như vậy đây. Có thể có bằng, nhưng mà kinh nghiệm á, thì có thể không có. Tại vì sao? Nhà băng á, vô bữa đây, ngày mai có người khác. Cứ ra vô làm được vài năm cái ra vô vậy thôi. Còn mình nên kiếm một người nào chuyên nghiệp, bảo họ làm lâu, họ tìm hiểu, họ học hỏi để họ hướng dẫn mình. Tại sao anh Vy hỏi những cái đó là để quý vị, khi mà quý vị đi tới một cái công ty hay là quý vị đi tới một cái địa điểm nào đó để mình mở một cái account, thì quý vị cũng phải biết là cái người làm cho quý vị những cái hồ sơ đó họ có những cái experience hay là những cái kinh nghiệm gì. Và sau những cái show sau thì anh Vy và anh Hằng Nguyên sẽ thưa quý vị thêm về quỹ về hưu. Và một lần nữa thì anh Vy và anh Hằng Nguyên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, và mong quý vị hãy tiếp tục theo dõi Hãy Sống Let's Live.